Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Nhịp đập thể thao của hthethao.vn. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày tại Facebook và YouTube channel của hthethao.vn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin gì? Chúng ta cùng đến với những phần tin chính. Phó tổng thống Suriname bị điều tra vì vào sân đá bóng và chi tiền cho đối thủ. Sốc với mức lương cực tốc của cặp sinh đôi ngọc nữ bóng chuyền Lee Dae-yong và Lee Jae-yong. Số phận V-League 2021 được định đoạt. Các câu lạc bộ Việt Nam hết cửa dự giải châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 16-0 nhưng vẫn bị chê trách. Vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận thắng hủy diệt trước đội tuyển nữ Maldives với tỷ số 16-0 tại vòng loại Asian Cup 2022. Dù thiết lập kỷ lục là trận thắng đậm nhất của tuyển nữ Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng các cầu thủ vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm nhiều hơn. Nếu chúng ta có hiệu suất tốt, các cầu thủ không bỏ lỡ cơ hội, chúng ta có thể ghi tới 20 bàn, thậm chí là hơn. Ở buổi tập tới, chúng tôi sẽ tập trung khắc phục điểm yếu này. Tại vòng loại Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Maldives và Tajikistan. Trước ngày khởi tranh, tuyển nữ Afghanistan xin rút lui khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội. Theo lịch thi đấu, ngày 29 tháng 9 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà là đội tuyển Tajikistan. CONCACAF điều tra vụ phó tổng thống vào sân đá và chi tiền cho đối thủ. Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe mới đây đã mở cuộc điều tra việc phó tổng thống Suriname là ông Rony Bluesquist, 60 tuổi, vì tự ý đăng ký tên mình vào đội hình xuất phát trong trận đấu giữa Inter Moegotapoe với Olympia tại Suriname ở vòng 16 đội giải vô địch bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Ở trận đấu này, vị phó tổng thống mang băng đội trưởng với số áo là 61, chơi tổng cộng 53 phút và không tạo được dấu ấn nào đặc biệt để thua thảm bại 0-6. Sau trận đấu, chính trị gia này còn gây chú ý khi đến tận phòng thay đồ của câu lạc bộ Olympia để phát tiền cho cầu thủ đối phương. Những việc này gây ra tranh cãi dữ dội vì nhiều người cho rằng ông Rony Bluesquist đã lạm quyền khi tự ý điền tên thi đấu. Chưa hết, hành động phát tiền của ông khiến nhiều người đặt nghi vấn trận đấu này giữa hai đội đã bị dàn xếp. Ông Rony Bluesquist không chỉ là phó tổng thống của Suriname mà còn là chủ tịch của câu lạc bộ Inter Moegotapoe. Ông là nhân vật chính trị gây tranh cãi và đang nằm trong danh sách truy nã của Interpol nên không thể rời khỏi đất nước. Mayweather lại được gạ kèo trận đấu 100 triệu đô. Mới đây, huyền thoại quyền Anh hạng bán trung Oscar De La Hoya đã thách đấu Floyd Mayweather với thù lao lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Hai võ sĩ này từng phân cao thấp trong trận tranh đai WBC hạng cân bán trung vào năm 2007. Ở trận đấu đó, Mayweather được xử thắng trận nhờ điểm trọng tài sau 12 hiệp đấu. Và De La Hoya rất tức giận vì phán quyết đó. Màn so găng trên võ đài MGM Grand tại Las Vegas vào năm 2007 cũng giữ kỷ lục là trận quyền Anh đắt giá nhất lịch sử trước khi bị xô đổ bởi trận Mayweather và Pacquiao vào năm 2015. Mayweather từng thu về 100 triệu đô la Mỹ sau trận hòa trước YouTuber Mỹ Logan Paul tại Florida vào đầu tháng 6. Tay đấm 44 tuổi cũng tuyên bố treo găng sau trận đấu này. Sốc với mức lương cực thấp của cặp sinh đôi ngọc nữ bóng chuyền Lee Dae-yong. Sau án phạt bị loại khỏi tuyển quốc gia và cấm thi đấu vô thời hạn tại Hàn Quốc bởi scandal bắt nạt bạn học, để có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu bóng chuyền, Lee Dae-yong và Lee Jae-yong buộc phải chấp nhận ký vào bản hợp đồng với mức lương vỏn vẹn 40.000 euro ở mùa giải tới ở câu lạc bộ PAOK Thessaloniki của Hy Lạp. Con số này thấp hơn rất nhiều lần so với những gì hai chị em nhận được ở Incheon Lightspring Spiders. Một số nguồn tin cho biết mức lương tại Hàn Quốc của Lee Dae-yong rơi vào khoảng 288.000 euro. Trong khi con số của Lee Jae-yong lên tới 432.000 euro. Người không chân chạy nhanh nhất thế giới. Ryan Clark, sinh năm 1997 tại Ohio, Mỹ, với triệu chứng hiếm gặp ở cuộc sống khiến anh sinh ra đã không có chân. Clark thậm chí chỉ có một nửa người, nhưng vẫn sống khỏe mạnh và xác lập một kỷ lục thế giới không tưởng. Chàng trai 24 tuổi này được Guinness World Record đưa vào ấn phẩm kỷ lục thế giới năm 2022 với danh hiệu người không chân chạy bằng tay nhanh nhất thế giới quãng đường 20m. Clark thực hiện thử thách của mình từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 và vừa được các chuyên gia của tổ chức kỷ lục thế giới Guinness chính thức xác nhận kỷ lục có 102 này. Tại phòng tập thể thao trường cấp 3 ở Massillon, nơi Clark từng theo học, anh đã thực hiện thử thách chạy bằng tay trên quãng đường 20m và hoàn thành với thời gian 4 giây 78 trên thế giới. Chưa ai ở tình trạng thương tật như Ryan Clark có thể làm được điều này. Clark được đưa vào trung tâm trẻ cơ nhỡ chờ nhận nuôi ngay từ khi mới được sinh ra.
anh cho biết mẹ đẻ của mình đã sống rất buông thả khi mang thai mình vì chứng nghiện ma túy, nên anh bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh hiếm gặp. Trong suốt những năm tháng còn nhỏ và chưa được nhận nuôi, Clark sống trong sợ hãi bởi mặc cảm về ngoại hình. Anh bị bắt nạt nghiêm trọng ở trường học, nơi bạn bè thường xuyên nhốt anh trong nhà vệ sinh hay đánh đập ra man. Ryan Clark kể lại, tôi không oán hận mà còn cảm ơn những người đã từng bắt nạt mình hồi nhỏ. Vì nhờ họ, tôi đã sống mạnh mẽ hơn nhiều. Lên các cấp học cao hơn, Clark bắt đầu làm quen với môn vật. Mặc dù chưa giành được bất cứ trận thắng nào vì bất lợi thể hình, nhưng Clark không coi đó là thất bại. Anh đến với môn thể thao này để thay đổi chính suy nghĩ và sức khỏe của mình. Cuộc đời Clark hoàn toàn thay đổi khi anh được bà Kimberly Hawkins nhận nuôi vào năm 16 tuổi. Clark có cơ hội luyện tập thể thao, trở thành người truyền cảm hứng, vận động viên, diễn viên, phóng viên, đi khắp nơi trên thế giới để kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Clark từng xuất hiện trên chương trình của Ellen DeGeneres, được hàng triệu người ngưỡng mộ về nỗ lực tuyệt vời. Anh có ước mơ trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên tham dự cả Olympic ở môn vật và Paralympic ở môn đua xe lăn tại Thế vận hội Paris năm 2024 ở Pháp 3 năm tới đây. Chiều ngày 23 tháng 9, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã ký ban hành nghị quyết liên quan đến vận mệnh của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2021. Theo đó, Ban chấp hành VFF đồng ý dừng và không tiếp tục tổ chức V-League 2021 từ lượt trận thứ 13, giải bóng đá hạng nhất từ lượt trận thứ 8 và Cúp Quốc gia là từ vòng 1-8. Nguyên nhân dừng các giải là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Điều đáng lưu ý, dù nhiều câu lạc bộ đề xuất VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam công nhận Hoàng Anh Gia Lai là đội vô địch mùa giải 2021 vì đội bóng của Bầu Đức đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng V-League sau 12 vòng đấu của giai đoạn 1. Nhưng Ban chấp hành VFF đã quyết định không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo điều lệ các giải nói trên, cũng như không áp dụng suất lên và xuống hạng tại V-League hay giải hạng nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Hoàng Anh Gia Lai sẽ không được trao ngôi vô địch và đội đang đứng chót trên bảng xếp hạng Sông Lam Nghệ An đã thoát hiểm vì không bị xuống hạng. Với quyết định này, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng không còn hy vọng nâng cao chiếc cúp vô địch V-League ở mùa giải năm nay, dù họ đang đứng đầu trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu với 29 điểm. Mặc dù vậy, khi được hỏi về chuyện này, Bầu Đức không hề tỏ ra tiếc nuối. Giải đã chưa xong, thậm chí chưa hết nửa mùa giải thì vô địch cái gì? Nói thật, tôi không cần chiếc vô địch kiểu như vậy. Trước đây, tôi đã nói rõ điều này rồi. Tất cả đều phải vì cái chung của bóng đá Việt Nam. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 chẳng biết đường nào mà lần, rất cần thiết phải dừng giải đấu để đảm bảo an toàn là trên hết. Đá bóng không chơi lúc này thì chơi lúc khác, có ai chết đâu. Hoàng Anh Gia Lai không vô địch lúc này thì chờ cơ hội vô địch vào năm sau, chả ảnh hưởng gì cả. Thú thật, chúng tôi đã từng vô địch V-League rồi nên thấy nó cũng bình thường. Hơn nữa, mùa này mới đá lỡ cỡ thì dừng giải, xóa bàn cờ, làm lại thôi, mắc gì phải có đội vô địch. VFF quyết sao thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn ủng hộ, cũng như giải châu Á có chơi hay không thì cũng tùy. Kết quả xếp hạng sau vòng 12 V-League 2021 cũng không phải là không có giá trị nếu tính đến thời điểm hiện tại, vì theo nghị quyết của Ban chấp hành VFF, cần căn cứ kết quả chuyên môn của các câu lạc bộ đến hết vòng 12 V-League 2021, VFF sẽ lấy làm cơ sở để báo cáo Liên đoàn bóng đá châu Á trong việc xác định đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á năm 2022 dựa trên tiêu chuẩn cấp phép hiện hành của AFC. Nếu AFC đồng ý thì đội đứng đầu bảng là Hoàng Anh Gia Lai sẽ dự AFC Champions League mùa giải sau. Còn đội đứng thứ hai là Viettel và đội đứng thứ ba là Than Quảng Ninh sẽ tham dự AFC Cup 2022. Tuy nhiên, khả năng AFC chấp nhận đặc cách cho bóng đá Việt Nam là rất nhỏ, dù lý do dừng giải quốc nội của Việt Nam là chính đáng. Vì trên thực tế, V-League 2021 còn chưa đi hết giai đoạn 1, vẫn còn một lượt trận. Có thể AFC lo ngại sẽ tạo ra sự không công bằng cho các câu lạc bộ thuộc giải vô địch bóng đá ở các nước châu Á khác khi các câu lạc bộ phải thi đấu trọn vẹn cả mùa mới xác định được top 3. Nhắc về đấu trường quốc tế, nếu như bóng đá Việt Nam đã tìm được ít nhiều sự thành công ở cấp độ đội tuyển thì ở cấp độ thấp hơn, các câu lạc bộ của chúng ta vẫn chưa thể vươn đến tầm đỉnh cao tại giải đấu danh giá nhất châu lục. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dù nhận 2 thất bại trước Ả Rập Xê Út và Australia. Nhưng nếu nhìn vào thế trận thì trình độ của đội tuyển Việt Nam cũng không thua kém hai đối thủ này là bao. Tuy nhiên, tại cấp độ câu lạc bộ ở đấu trường châu Á, câu lạc bộ Viettel dừng bước tại đấu trường AFC Champions League 2021 dù vẫn còn 2 lượt đấu trong tay.
thất bại trước Batam United, đối thủ cạnh tranh ngôi nhì bảng ở cả hai trận lượt đi và lượt về, đã chấm dứt hy vọng của đội bóng áo lính. Dù rằng Viettel đã chơi rất hay trong hai lượt trận đầu tiên gặp Ulsan Hyundai và Kaja FC, hành trình của các câu lạc bộ Việt Nam tại AFC Champions League đang khá đối lập với sự thăng hoa của các đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đấu trường châu lục trong 5 năm trở lại đây. Câu chuyện của bóng đá Việt Nam thì ngược lại, các câu lạc bộ vốn dĩ là nền tảng đóng góp nhân sự cho đội tuyển quốc gia, nhưng khi bơi ra biển lớn lại không thành công. Trong bối cảnh V-League mới chỉ thực sự vào guồng kể từ năm 2015 sau hàng loạt sự cố liên quan đến bán độ và giải thể, bức tranh về hệ thống bóng đá nội dần ổn định và tươi sáng trở lại. Tuy nhiên, ngay cả trong từng bước nỗ lực đi lên ấy, V-League vẫn chứng kiến một số những câu lạc bộ vi phạm quy chế chuyên nghiệp, không đạt chuẩn thi đấu của AFC. Những câu lạc bộ V-League đặt chân đến được AFC Champions League đều là những câu lạc bộ có chuyên môn tốt so với mặt bằng chung trong nước và đều là đội có của ăn của để mà còn chỉ là hạt cát nhỏ khi ra châu Á. Vậy bóng đá Việt Nam đến bao giờ mới được tận hưởng niềm hạnh phúc thật sự tại AFC Champions League? 10 phút cùng với Nhịp đập thể thao của sththao.vn đã trôi qua thật nhanh. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay nhau. Xin chào và hẹn gặp lại vào số ngày mai.